Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Hôm nay theo cầu bạn Kiên Bùi, bạn Hiền Trần, bạn Zuka Giết Pro, bạn Trần Hưng cùng với bạn Nguyễn Việt Dũng và bạn Nguyễn Cương, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Zuka ở trong mùa 24 này nhé. Trước tiên đến với video ngày hôm nay của mình, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một tí về video Zuka mùa thứ 23. Có rất là nhiều bạn hỏi mình, thế nên mình sẽ lấy đại diện một câu hỏi nha anh em. Đó chính là tại sao khi chơi vị tướng Zuka không lên ngọc công với Lý Tốc Chạy mà lên ngọc hút máu với anh. Đó cũng có một số bạn bảo là xong lên ngọc tốc đánh tốc chạy chẳng hạn. Đó tại vì với cá nhân mình, Zuka là một cái vị tướng đấu sĩ rất là mạnh. Nó không những mạnh mà còn gây sát thương được liên tục. Thế nên với cái lượng sát thương này, khi anh em lên ngọc hút máu cho Zuka, Zuka sẽ có một cái khả năng ôm đường rất là tốt. Tại vì Zuka không phải là một chất tướng trâu. Đôi lúc anh em solo kill với đối phương xong là chúng ta cũng bị rỉa máu đi rất là nhiều. Ở đây chúng ta sẽ có nhiều phương án. Thứ nhất là anh em biến về đổi phục. Thứ hai là chúng ta nếu có ngọc hút máu, chúng ta ăn lính và sau đó chúng ta hồi lại full cây. Thế nên là ở rank cao thủ và đặc biệt là rank chiến tướng, những cái bậc rank nào càng cao thì cái khả năng biến về của anh em nó càng nguy hiểm. Bởi vì anh em chỉ cần biến về đúng một turn thôi là tướng địch nó sẽ xanh hơn chúng ta khoảng đâu đó 90 vàng hoặc thậm chí là đến 100 vàng nếu mà tận dụng tốt cơ hội. Thế nên ở những cái bậc rank này thì mình nghĩ chúng ta nên hạn chế biến về bằng cái cách là chúng ta lên ngọc hút máu cho vị tướng Zuka. Và nhiều anh em cũng có hỏi là nếu lên ngọc hút máu thế này chúng ta sẽ bị thiếu đi một lượng tốc chạy rất là lớn. Mình cũng công nhận với anh em một điều là như vậy. Thế nên anh em có thể khắc phục lại bằng cái cách anh em lên trang bị. Và cái món trang bị ngày hôm nay mình lên cho vị tướng Zuka đó chính là giày Hermes. Một món trang bị gia tăng cái lượng tốc chạy khá là lớn cho vị tướng Zuka. Nếu mà trận nào anh em gặp phải những cái đội hình mà có khả năng khống chế nha, kiểu như là điêu thuyền chẳng hạn, nó thì chúng ta nên cân nhắc là lên giày kiên cường. Còn trận nào có vị tướng Aru hoặc là Alistair thì lại lên giày Hermes thôi anh em. Đó tại vì sao ở đây chúng ta lại không lên giày kiên cường khi chúng ta gặp Aru Alistair? Tại vì hai cái dạng thức khống chế ở đây nó là khác nhau. Một cái là chúng ta có thể thoát được, còn một cái là không thể thoát được. Thế nên không thể thoát được thì chúng ta lên giày kiên cường, cái kết quả nó vẫn không khác gì cái giày Hermes. Gian có vẻ xuống đảo ganh khá là muộn nha anh em. Nó mình xuống đây từ bao lâu rồi mà bây giờ chúng ta mới thấy Gian. Còn ở đây thì một cái pha kéo từ Grug, mặc dù là không trúng nhưng có một cái bounty rất là đẹp, hút được pen và tạo ra một cái tiền đề combat thành cho team của chúng ta. Pha này thì sau khi mình ulti tốc biến thì mình cũng sẽ xách giò bỏ chạy. Chứ với cái lượng máu này thì mình không dám ở lại để solo kill vị tướng Lavi và vị tướng Kahi. Team chúng ta thì gần như là yếu hết rồi. Pha nãy thì cũng chỉ trông chờ vào cái ulti của vị tướng Tulen lôi điểu để ăn nốt những cái mạng còn lại mà thôi. Đó, và quay trở lại với câu chuyện khống chế lúc nãy. Nãy chúng ta đến với một cái dạng thức khống chế, đó chính là khống chế kiểu thoát được. Nó ví dụ như là điêu thuyền hay là Grug nha anh em. Nếu mà anh em lên dây kiên cường thì chúng ta vẫn có cái tỷ lệ là chúng ta thoát được. Còn đối với những cái vị tướng như kiểu Arum hoặc là vị tướng Alistair, kể cả anh em có lên giày kiên cường hay là lên giày Hermes, cái kết quả khi bị trói nó là như nhau. Bởi vì anh em biết rồi, trong một cái pha combat tổng, nếu mà những cái vị tướng sát thủ như kiểu chúng ta bị bắt thì gần như team địch nó chỉ cần dồn sát thương trong khoảng 1 giây thôi là bay màu, chưa nói đến 2,5 giây mà những cái vị tướng đấy trói. Rồi lại một cái pha núp bụi bắt được Kahi. Pha này thì cũng rất là dễ thôi anh em. Pha này thì là một cái pha hơi chủ quan đến từ Kahi. Chúng ta trong những cái tình huống đánh Zuka thì mình hay thường thường một cái bài đánh người ta gọi là farm lính trước và sau đó đi đảo ganh, hạn chế để những người chơi lên khác đảo ganh mình mà chúng ta chủ động đi ganh những người đấy trước. Đó điển hình như cái pha Kahi vừa rồi. Chắc chắn là Kahi sau cái pha này thì cũng sẽ có những cái sự đề phòng nhất định. Chúng ta sẽ không chơi theo cái bài đánh đấy nữa mà chúng ta sẽ đổ một cái bài đánh khác hơn để có thể tạo ra những cái đột biến cao nhất khi chúng ta chơi. Quay trở lại với cái lối chơi của vị tướng Zuka thì chúng ta sẽ nói sơ qua một tí về combo nha anh em. Với combo của vị tướng này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Anh em hãy cố dùng chiêu thức xong chúng ta đánh thường. Trình tự combo ở đây đó chính là chiêu 1 đánh thường, rồi chiêu 2 đánh thường, rồi lại chiêu 1 đánh thường. Và ngay sau đó anh em dùng chiêu cuối chúng ta đánh thường. Và quan trọng ở đây là với cái ma tính chúng ta lại được hồi lại chiêu 1, chiêu 2 và lại tiếp tục cái combo vừa rồi. Đó chúng ta hạn chế dùng chiêu 2 xong chúng ta combo luôn nha. Mặc dù combo kiểu như vậy thì khống chế nó cũng được liên tục, kiểu như choáng chiêu 2 sau đó choáng chiêu cuối. Nhưng theo cá nhân mình, mặc dù là mạnh thật nhưng về cái mặt sát thương nó sẽ không được nhiều bằng cái combo chuẩn như vừa rồi. Nếu mà tướng địch còn nhiều máu thì mình nghĩ anh em nên áp dụng combo chuẩn. Còn nếu mà tướng địch ít máu mà chuẩn bị chạy thì nên dùng cái combo chiêu 2 xong chiêu cuối ngay lập tức. Đó thì theo cá nhân mình nó cũng là ổn. Đó và ở đây thì Dạ đã lên bản đếm số rồi. Mình nghĩ là chúng ta sẽ đẩy luôn cái đường trên này thôi. Đó tại vì thế lính ở đây cũng đã được ủng hộ cho team chúng ta rất là nhiều. Không biết là Nakroth có chủ định vào hay không, nhưng ở đường trên thì mình thấy có Alice lên dép, thế nên để đẩy được cái trụ này cũng khá là khó khăn. Nó và thêm cái sự hỗ trợ đến từ cái vị tướng Pain. Chúng ta lại núp nha anh em. Núp để chờ thời và núp để đẩy trụ.
Không biết là hai thanh niên này có biết mình hay không, nhưng chắc là không biết đâu anh em. Nó trông hướng di chuyển như thế kia là không biết chúng ta ở bên bụi này rồi. Nó và tận dụng chúng ta sẽ ăn luôn con rơi này. Tại vì chúng ta đang là mối kèo hơn vị tướng gen, thế nên chúng ta càng ăn được càng nhiều rơi thủ vệ, thì cái khả năng mà chúng ta thăng tiến sức mạnh nó sẽ càng được khỏe hơn. Và hình như là mình nhớ không nhầm trong cái phiên bản mùa sau, hay chính xác là bản cập nhật sau thôi, thì cũng sẽ có một cái sự cập nhật, đó chính là khi chúng ta ăn được con rơi thủ vệ này, chúng ta sẽ được một cái phép bổ trợ dịch chuyển tức thời. Nghĩa là anh em đi đảo canh thoải mái, và sau khi chúng ta ấn vào cái nút đấy, chúng ta lại quay lại khu vực đứng top. Rất là có lợi luôn nha. Bản sau chắc là không muốn ăn thì chúng ta cũng phải ăn để lấy cái lợi thế đi đảo canh giữa hai đường. Tranh thủ trong cái pha này, khi team chúng ta có tà thần tiên phong thì chúng ta sẽ đi đảo đường luôn. Nó tại vì con tà thần này thì cũng có thể ăn lại ba con lính rất là tốt. Thậm chí là câu giờ khiến cho cái việc đẩy đường của Gian sẽ trở lên khá là khó khăn. Ở đây là có ba người, chúng ta sẽ tranh thủ clear luôn, thêm cái băng xương chắc kèo. Đó, pha này thật ra là mình băng xương để mình tính là né thằng Pain anh em. Tại vì Pain nó cũng là một chất tướng sát thủ khả năng sốc sát thương mạnh. Thế nên là chẳng may mà Pain nó có sốc sát thương mình thì chắc chỉ hai chém thôi. Băng xương cũng là không thừa, nhưng may mắn là pha đấy có con rồng nó hất tung lên, khiến cho cái pha combo của Pain nó sẽ bị chạch nhịp đi rất là nhiều. Ở đường trên thì chắc là mất rồi, nó chúng ta cũng vừa đi vừa ăn lính thôi, chứ còn cũng không phải vội vàng lên làm gì. Bởi vì lên bây giờ cũng chả đép kịp nữa rồi. Và thêm một cái lưu ý nữa trong cái lối chơi của vị tướng Zuka, thì thường thường nha, khi chơi vị tướng Zuka này thì mình không biết là anh em có lên hồi chiêu cho vị tướng Zuka hay không. Nhưng đối với cá nhân của mình, để chơi tốt được Zuka, ngoài cái việc anh em biết combo vị tướng này, chúng ta cũng phải lên một cái số lượng hồi chiêu tầm 30% cho vị tướng Zuka, thì Zuka mới có thể khỏe và gánh team được. Pha này thì như là dạn hết ulti rồi nha anh em. Nãy giờ là mình đang câu cái ulti bút thần của Gian, cho Gian gồng ulti lên và sau đó để Gian hết ulti thì chúng ta mới combat. Chứ còn nếu mà anh em combat lúc Gian có ulti thì Gian nó đánh cũng sẽ rất là khỏe. Đó, thường thường thì với anh em đi rừng thì chắc không phải nghĩ rồi, bởi vì chúng ta đã có 20% đến từ cái bùa xanh và 10% đến từ cái kiếm truy hồn, gần như là có thể đủ chơi ngay từ đoạn đầu trận. Còn với những em mà đi đường top như mình thì mình nghĩ là chúng ta nên bổ sung hồi chiêu đến từ thương long là một, phối hợp kiếm là hai, hoặc cũng có thể là đao truy hồn. Cuối trận chúng ta có thể bổ sung thêm một tí hồi chiêu đến từ huấn trường choi. Cái này ngày xưa mình thấy rất là nhiều bản giảm sức mạnh cho vị tướng Zuka. Đó, nhiều anh em hỏi là sao Zuka nó giảm nhiều thế. Mình nhớ không nhầm là từ mùa 3 tầm mùa 5 là sẽ có hai bản giảm liên tục. Đó, và nhiều anh em bảo là sao giảm liên tục mà Zuka lại không phế. Thật ra cái sức mạnh của Zuka nó đến từ hồi chiêu. Còn giảm và nớp về mặt sát thương thì gần như là không làm suy yếu đến cái vị tướng này. Zuka vẫn chơi được và vẫn rất là khỏe. Đó, chủ yếu là có hồi chiêu thì anh em để ý là trong giai đoạn cuối trận, chiêu của chúng ta sẽ hồi đâu đó tầm khoảng 4 đến 3 giây thôi. Nó không khác gì một con nắc rốt. Và khi anh em dùng thêm ulti nữa thì chiêu nó càng nhanh hồi. Có nghĩa là một cái chuỗi combo anh em có thể dùng đó chính là mấy chiêu nhỉ? Chiêu 1 2 lần, chiêu 2 1 lần, chiêu cuối 1 lần. Nó đâu đó thì nó cũng phải đến tầm 7 chiêu trong một cái lối combo. 7 chiêu nó lại tạo ra 7 cái đòn đánh thường cường hóa, có thể giúp cho anh em gây sát thương rất là lớn. Nó và chưa tính đến chí mạng anh em. Tính đến chí mạng đâu đó nó ra tầm 1 đến 2k thì sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Nó và thậm chí mạnh hơn cái số liệu lúc ấy chúng ta đã tính toán. Còn ở trong những cái pha solo tay đôi là solo đường thì có một cái lưu ý nữa mà anh em cần phải nắm rõ. Đó chính là nếu anh em dùng trượt chiêu 1 vào không khí thì không sao. Đó, những cái chiêu mà anh em cần dùng chúng đó chính là chiêu 2. Bởi vì chiêu thức này có một cái khả năng bắp giáp cho vị tướng Zuka. Thế nên là nhiều khi chúng ta có giáp chúng ta hoàn toàn thể outplay được đối phương. Đó, và cái giáp này thì nó chặn mọi loại sát thương nha anh em. Trừ sát thương chuẩn mà thôi. Thế nên là nếu chúng ta dùng chúng nó sẽ trở lên rất là mạnh cho vị tướng Zuka. Cuối cùng về lối trang bị và bảng ngọc phù hiệu cho Zuka thì mình sẽ để dưới màn hình. Đó, như trong clip ngày hôm nay của mình thì chúng ta sẽ sử dụng giày Hermes combo với thương long, phước hợp kiếm, thánh kiếm, nanh phân rít và huân chứng choi. Còn phù hiệu ở đây chúng ta sẽ sử dụng là cái dư ảnh, cường công hoặc là cố thủ. Còn phù hiệu phụ sẽ là tương phản và xuyên tâm. Hoặc anh em nào mà thích thêm sát thương nhiều và thích một lối chơi đi đảo ganh để khỏe từ đầu trận, anh em có thể cân nhắc lên cho Zuka, đó chính là cái hồi máu siêu tốc hoặc là cái món trang bị gì nhỉ? Quả cầu băng xương và cái thợ săn. Thì theo cá nhân mình, Zuka cũng sẽ rất là khỏe. Còn về bảng ngọc thì ở đây chúng ta sẽ ưu tiên là ngọc xuyên giáp nha anh em. 7 viên xuyên giáp 3,6, 3 viên tỷ lệ chí mạng 1,6%. Ngọc tím thì sẽ là hút máu 10 viên và ngọc xanh là cây thì sẽ là xuyên giáp 6,4 cho vị tướng này. Ở đây thì một cái lưu ý để chúng ta có thể kết hợp lối trang bị. Nếu anh em mà lên ngọc hút máu, chúng ta nên là giày Hermes. Còn anh em nào mà lên giày tốc đánh tốc chạy thì theo cá nhân mình, chúng ta sử dụng giày kiên cường sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Nó vừa tăng tốc đánh tốc chạy lại vừa có khả năng kháng hiệu ứng cho Zuka. Nó thì nó sẽ ổn hơn trong mọi trận đấu.
Và video về vị tướng Zuka của mình trong mùa 24 đến đây cũng là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu như là thấy hay, sẽ mong anh em để lại mình một like đăng ký kênh, có thể ủng hộ mình tiếp tục video khác hơn nhé. Và là tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye.